Đến giờ em chưa có một bóng tóc vàng. Có ai hôn bạn chưa? Mời bạn trai. Chị phải vỗ tay dữ vậy. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền Linh. Quá đẹp. Mời bạn nữ. Đẹp dễ sợ. Em chào chị. Em chào. Em giới thiệu về mình. Dạ em là Huỳnh Thị Ngọc Diệp, giáo viên mầm non. Ồ, Diệp giáo viên mầm non. Dạ em năm nay 30 ạ. Diệp quê ở đâu? Dạ em sinh sống ở Sài Gòn, quê em ở An Hữu ạ. An Hữu Cái Bè Tiền Giang đúng không bạn? Dạ. Dạ cùng quê Linh á hả? Sát bên, cách nhau khoảng 100 cây số. Diệp 30 tuổi, giáo viên mầm non. Rồi bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên là Nguyễn Quốc Thành, 31 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Quê ở đâu? Sa Đéc ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm lễ tân nhà hàng. Để hỏi cái nghề cô giáo mầm non này xí, em làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm được 9 năm ạ. Bây giờ ví dụ như tới giờ rồi cho ăn, có những trẻ nó không chịu ăn rồi mình phải đút đúng không, biến ăn. Dạ. Rồi những đứa béo phì rồi này kia nữa thì lúc đó mình làm sao? Mình ăn trước khi bé không ăn được á thì cô hát một bài hát cho bé nghe rồi động viên cho bé ăn được. Cái này hay à. Hay à, hát bài hát gì hát thử thôi. Bên kia có một bé bị béo phì nha, anh hát sao mà cho bé đó đừng có uống sữa nữa giùm chị bé đi. Không ăn, bé không ăn, hát cho bé. Rồi rồi anh. Dạ anh xin phép hát à. Có chú heo con ụt ịt kêu hoài, anh suốt ngày phình lú cái bùm ra. Ôi chú heo sao mà làm biến thay, khuya suốt ngày đừng có ham ăn hụt ịt ụt ịt. Rồi đủ rồi, nghe đủ rồi. Thôi trời ơi, 30 tuổi mà nghe cái giọng thiết. Sao em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Hỏi Diệp nè, Diệp bạn thấy bản thân mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì? Em khuyết điểm là em còn nhát lắm. Em tiếp xúc với bạn trai ít. Hồi đó giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa, em thường em còn nhỏ em đi học á, em có quan tâm. Rồi đến khi em học ngành mầm non thì nơi đó toàn là nữ không. Cho nên là đến giờ em chưa có một bóng bắt vai. Chưa có một cái mối tình nào bắt vai hết trơn á. Dạ. Trời ơi vậy tội nghiệp quá giờ dạ. Sao ta? Có ai hôn bạn chưa? Vậy là có rồi nè. Dạ chưa. Chưa, người ta chưa có mối tình nào bắt vai hết trơn. Biết đâu có chàng trai nào hung thiệt rồi sao? Vậy bữa nay hung nha. Hôm nay tạo điều kiện. Thôi mắc cỡ lắm. Thấy chưa? Bên đây là sao xuyến rồi đó. Bên đây nè, bên kia người ta chưa có mối tình dắt dài. Bên đây sao? Có mối tình nào chưa? Dạ em cũng được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái chê em không có biết cách nói chuyện á. Gặp bạn gái không biết nói sao. Trời ơi, bên đây nhát, gặp bên đó nhát nữa rồi. Giờ hồi rồi ai tấn công ai đây? Rồi, đừng nghĩ cho cách tấn công nha. Thôi được rồi, bây giờ bạn muốn tìm người yêu thế nào? Người yêu của em là phải dễ thương. Dễ thương? Dạ. Bao dễ thương luôn. Trời, chứ thật thà. Thật thà bên kia thật lắm. Ta dạ. Nó không hùng, ta nó không hùng. Không? Rồi gì nữa? Dạ, biết nội trợ. Với lại phải trung thủy nè. Trung thủy? Dạ. Được. Còn gì nữa không? Dạ em nhiêu đó được ạ. Diệp có đặt ra mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào không? Em mong anh ấy là người chân thật, tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình, có lối sống thật thà, chất phác. Dạ mình, thôi. Bên đây bao luôn. Có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Còn về ngoại hình? Anh ấy là người khỏe mạnh, có thể bảo vệ được em. Dạ cái vụ khỏe mạnh này cũng mệt à nha. Khỏe không? Không nghi ông này dạ, yếu quá. Dạ chút điện từ. Khỏe không? Dạ cũng khỏe chút chút. Mạnh không? Dạ cũng không có chút chút ạ. Phải tự tin mạnh, khỏe. Dạ mạnh. Cũng được, hợp được. Với cô giáo đấy. Cái điều gì mình không thích người phụ nữ? Dạ, điều mà em không thích người phụ nữ là lăng nhăng, người với hay càu nhào. Bản thân mình có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu rồi cũng có ạ. Như ăn cơm chậm. Trời ơi trời. Ăn cơm chậm là sao? Bữa cơm em cũng khoảng 3-5 phút ạ. Trời đất ơi. Do mình vào đút vô là mình ngậm hay sao? Mày sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì rất kỹ, em nhai kỹ lắm. Để tôi hỏi coi có cách nào không? Sao sao em? Ăn tô cơm 45 phút đó rồi em có cách nào để khắc phục không? Em nghĩ ăn kỹ no lâu có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức.
Trời ơi, thưởng thức gì? Trời ơi, mày dám ăn chậm con tôi lắm rồi. Hôm nay mình đi có ai người thân mình đi theo không? Dạ có, dạ có mẹ có em và bạn. Hai người. Bà chào bác ạ. Ở nhà mình có hối thúc dịp lập gia đình chưa bác? Dạ bị ở nhà rất là cưng chiều, bởi vì có hai đứa con, một trai một gái, mà bà bé Diệp là út đó, cho nên kiểm soát về vấn đề mà đi làm đến nơi thì về mới đến chốn, nên tới bây giờ nó trời ơi cô kiểm mà bác kiểm soát hoài vậy, rồi chừng nào Diệp mới lấy chồng được? Dạ. Bây giờ còn kiểm soát không? Bây giờ đến lúc là phải đốc thúc Diệp tìm ý trung nhân rồi. Dạ, dạ. Bác muốn con rể tương lai làm sao bác? Thì thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì thấy cháu hiền. Dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Vô rồi. Nói gì với bác đi, nói đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao, vừa nữa về con chăm sóc con bác sao, hứa luôn đi. Dạ con hứa với bác là nửa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn chậm nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn thật nhanh. Bây giờ, tặng má vợ tương lai một bài nữa thôi. Dạ con xin hát tặng bác gái một bài. Dạ. Bài gì? Dạ tình anh bán chiếu ạ. À. Rồi vô. Dạ. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tìm em không gặp anh gối đầu mỗi đêm. Vô. Vô, được rồi, được rồi. Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa, một hơi luôn nha. Cửa giường cô đã khóa kín từ năm nào. Tôi giác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm gầy. Chiếc áo nhộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm. Như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Thôi buồn quá bỏ đi. Bỏ quá. Mà bây giờ giọng hát làm sao không? À, bữa nay em đến chương trình, em dạ, đi với dạ. Mẹ với mẹ Tư em. Có mẹ nữa, trời ngon rồi. Chào dạ cô. Chào, em xin Quyền Linh nè. Em xin Cát Tường. Dạ. Bây giờ cô thấy tình hình sao? À, tình hình thì thấy hai đứa nó cũng hợp nhau. À. Cô có nói gì với bên xuôi tương lai không? Hôm nay mày nói luôn đi con. Dạ. Thấy được á, con thấy dạ. Hợp. Thôi giờ mình làm xuôi nha chị. Xui ôm nhau cái. Wow. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi xong. Quan coi xong mới được luôn. Trời ơi, khỏe re dạ, luôn rồi. Chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Bữa nay tôi nó thuận lợi, tôi vô cùng luôn. Sẵn có người lớn đây nè ha. Thế được rồi đó. Rồi bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau đi. Chứ ổn rồi, đôi trẻ gặp nhau đi. Cha mẹ là ổn hết trơn rồi đó. Quan trọng là đôi trẻ chịu hay không thôi. Còn người lớn chịu hết rồi đó. Kéo màn lên. Rồi quay qua. Dạ. Đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. À. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chân thật, người đàng hoàng. Cảm ơn em. Cái yêu cầu em nãy giờ nói thì anh cũng làm được. Chút nữa anh mời em đi sở thú chơi ha. Trời ơi. Trời ơi, sở thú. Vô sở thú chi? Ngày đầu tiên gặp gỡ đi vô sở thú. Mẹ cho phép con với ảnh đi không ạ? À? À, cho đi rồi. Dạ. Nhưng mà vì sở thú tiền vé ai mua? Dạ em mua. Hả? Dạ em. Có anh với Tường đi nữa nha. Dạ. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò cùng anh thì khoảng bao lâu mình có thể đi đến hôn nhân? Em nghĩ trong vòng một năm ạ. À. Anh nghĩ thời gian cũng hợp lý với anh. Yeah. Anh thấy em như vậy, anh có muốn làm quen với em không? Anh thấy em thì người rất dễ thương, với cũng xinh đẹp nữa. Anh cũng vui lắm. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó, nó tình thật là tình cảm, tỏ tình với bạn trai gái. Nói câu gì đi. Chung thủy em suốt đời gì đó.
Anh hứa với em là sau này anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ. Muốn nói gì nữa không? Em muốn nói câu gì với anh không? Em hứa với anh là em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh và gia đình. Được rồi, quá dễ thương rồi. Rồi thôi. Chuẩn bị. Suy nghĩ nha. Cặp này không bấm nút mà tôi bấm đó nha. Một. Hai. Ba. Bấm. Quá. Nắm tay cho, nắm tay coi. Nắm tay xin, có ba mẹ, có mẹ đây rồi, sao nắm tay nắm chặt đưa ra phía trước cho người ta thấy đi. Chặt vô, nắm chặt vô, đó. Thấy sao? Trời, xứng đôi quá à. Hả? Ấm mà. Ấm không? Dạ, ấm mềm. Giờ, giờ hung nụ hôn đầu đời nè. Chưa có được từng hung bao giờ. Đó, đó má vỗ tay luôn rồi kìa. Má vỗ tay. Thế đi. Đó. Không giống hửi á. Hung lâu lâu, chút hung lại cho hung lâu lâu cái coi cảm giác sao nè. Sao em? Cảm giác hay sao em? Dạ mắc cỡ. Thích không? Dạ thích ạ. Mắc cỡ mà. Dễ thương quá. Trời ơi, thiệt cái cặp này dễ thương vô cùng tận luôn nè. Đây, những chiếc vé xem phim nha. Mình khoan đi sở thú đi. Đi coi phim trước. Xem phim trước, hẳn đi sở thú sau ha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là một cặp loa sau mắt i5. Gửi tặng hai bạn. Cái này vô sở thú nghe được. Họ lên nghe. Nắm tay đi đó. Trời ơi. Nhanh đám cưới nha. Mời về Tiền Giang nha. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Được rồi, con cặp này thấy được hai bác rồi. Mốt tụi nó có con kêu mình bằng ông Linh. Ồ, vậy là vui rồi. Vui rồi, một gỡ đầu ngày hôm nay quá vui luôn. Mong rằng cặp thứ hai nó cũng sẽ y chang vậy luôn. Vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời, hả màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và chào các bạn ạ. Ôi chào em, độc lạ quá. Mời bạn trai. Trời, bữa nay khán giả mình sung ghê ta. Chào em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường và em chào tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Em là người ở đâu? Dạ em người Nam Định anh ạ. Ở Nam Định ngon lắm nha. Dạ ngoài phở Nam Định ra thì còn cơm tám. Cơm và... tám, gạo tắm, hương tắm. Rồi dạ. Ở đó có đền Trần nữa. Dạ đúng rồi, đền Trần. Đúng rồi. Dạ. Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được 8 năm rồi anh ạ. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh của công ty chuyên về các đồ họa. À. Dạ. Tên gì? Em là Trần Văn Tiên, năm nay em 27 tuổi. Trần Văn Tiên. Xin lỗi, em 28 tuổi. Trời ơi, tuổi mà còn xin lỗi nữa. Rồi, tới phiên mình. À, em xin giới thiệu, em tên là Hường, em là nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản, em quê ở Thanh Hóa. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây tính bây giờ là khoảng 6 năm ạ. 6 năm, dạ. Mình có những cái ưu điểm gì? Em có ưu điểm là biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, biết làm việc nhà. Khuyết điểm? Khuyết điểm là em lười tập thể dục. Cái này nhiều người lười lắm. Và vì sao hôm nay lại là động lực nào mình đến với chương trình? Một phần là cũng do gia đình em cũng bảo là học thì cũng gần xong rồi. Đang học gì nữa? Hiện tại thì em đang học lớp cao học MBA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ. Em ấy là do em chơi quá là nhiều bạn nam, cho nên là khi mà đi tìm hiểu các bạn nam khác thì em không muốn nữa. Và biết thì... hết tánh hư thật xấu của nam rồi phải không? Vâng, người ta nói là con trai tốt ấy, thì nhiều như ma, mà nghe kể hoài chưa bao giờ gặp. Hy vọng là hôm nay em sẽ gặp được cái bạn tốt tốt đấy. À, hy vọng hôm nay bạn ấy sẽ như ma. Mới vừa nói xấu trai, thật xấu trai biết hết rồi. Rồi bên kia sao nè, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không nè? Dạ, ưu điểm của em là tự lập, sống có trách nhiệm và biết vun vén cho gia đình. Ngoài công việc của em ra thì sở thích của em thì em thích chơi game, tập thể dục. Tập sao muốn em? Vậy là được rồi, em dạ. Tập thể dục, rủ bạn bên đây đi với bạn, bên đây thì lại lười tập thể dục. Dạ chủ nhật em thường hay đi tập thể dục đi bộ ở công viên gia đình ạ. Nhưng giờ được mấy múi rồi? Dạ em chưa có múi nào luôn. Bởi vì là công việc ngồi nhiều và ăn cũng hơi nhiều nên là tập bụng thì hơi khó. Tập phải 6 múi, ăn từ 6 múi tập thành múi nè. Dạ. Mình có những khuyết điểm gì không bạn? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính ạ.
Thẳng thắn quá. Có điều gì không nên không phải là em sẽ nói liền. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Anh ơi, công việc của anh là phát triển thị trường, có phải hay đi nhiều không ạ? Dạ, cũng không phải đi nhiều ạ. Chỉ ngồi văn phòng ở nhà làm hành chính. Tại vì em thì cũng hay đi, phải đi gặp khách hàng ấy. Tối em đi học. Thế thì cái thời gian mà nếu có thể thì hẹn hò thì khoảng khi nào thì là hợp lý ạ? Hợp lý thì cái này mình sẽ thương thảo lại sau. Mình sẽ ưu tiên cho bạn gái trước. Tại vì công việc mình cũng từ buổi tối nó cũng không có áp lực gì nhiều. Thì mình có thể sắp xếp được. Sau khi mà kết hôn ấy, thì anh nghĩ là nên sống riêng hay là sống chung với gia đình? Bố mẹ thì sẽ tốt hơn. Anh nghĩ là nên sống riêng. Nhưng mà cái chuyện chăm sóc cho ba mẹ về xế chiều thì mình phải có trách nhiệm. Em thì lại thích sống chung với ba mẹ hơn. Ồ, bởi vì là ba mẹ ở ngoài quê cho nên là anh có ý định trong này. Lên. À. Lên, hai mình đi uống cà phê. Lên, hai mình đi uống cà phê. Hai người nói chuyện thoải mái đi. Nói tiếp đi. Tiếp đi. Coi như hai này vô hình đi. Ừ. Dạ thì ba mẹ anh thì ở ngoài quê thôi. Bất chấp luôn. Trời ơi, bất chấp luôn. Tiếp đi. Thua. Anh có hay làm việc nhà không? Có, cái chuyện đấy là chuyện bây giờ là đàn ông thể hiện đại. Mình phải biết lo cho gia đình. Cái chuyện giặt rũ, rồi nấu ăn hay là vun vén nhà cửa thì mình cũng phải làm. Vâng, em hỏi cho biết vậy thôi chứ cái đấy thì phải chờ thời gian kiểm chứng anh ạ. Thì tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình rồi? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em suýt thì có vài mối tình. Trước kia thì do em nhỏ thì ba mẹ nói là cứ học xong hết đi rồi tính. Bây giờ em học hết đại học rồi, học lên nữa ba mẹ em bảo sao vẫn chưa có gì. Thế là tại cấm ác quá nên giờ nó biết. Thế còn anh thì có mấy mối tình rồi ạ? Mình thì có hai mối tình hồi sinh viên. Sau đó thì mình chia tay được khoảng 6 năm rồi. Em muốn chừng nào cưới? Em nếu mà được thì em muốn chừng nào cưới? Cưới ạ? Em nghĩ là sau khi em kết thúc khóa học á, chắc là khoảng sang năm sau là hợp lý ạ. Em thấy được không? Em thấy nếu mà hai đứa hợp ý nhau thì em sẽ sắp xếp được cuối năm. Nên em sẽ hỏi cưới bạn luôn. Anh có mê tín không anh? Em nghe nói là tuổi của em cưới năm nay là không có được. Ồ, anh thì cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì mình hợp nhau thì cũng chỉ 60% thôi. Còn 40% còn lại cũng phải do cái con người mình, rồi cái đức tính của mình nữa, rồi mình cải thiện thêm. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 72. Em cao dưới mét 5 có được không anh? Được, bây anh sẽ bế em lên luôn. Chị kiểm tra giúp em ơi, em có thể ai không chị? Thôi hồi nãy qua thấy rồi, cao to. Thế mà gia đình hôm nay có ai đi theo không? Dạ. Gia đình em hôm nay có bạn thân ở cùng và em trai em. Chào em. Sao thấy cặp này ổn không em? Chiếm luôn diễn đàn rồi, mấy mốt MC thất nghiệp rồi. Dạ, em thấy anh bên này thì khá là chín chắn ạ. Nhưng mà có vẻ hơi nghiêm túc một tí. Phải nghiêm túc chứ, đi hỏi vợ không, mà không nghiêm túc. Nhưng mà ý là tính có vẻ không biết có khó tính không ý. Cảm ơn em. Mà cậu thấy anh ấy có hợp với tớ không? Thì tớ nghĩ là khoảng được 60%. 60% hả? Đưa em trai đi, hỏi ý kiến em trai coi thấy anh đó, anh rể được không? Thì em cũng thấy anh cũng được. Tới luôn ha? Dạ, tới luôn cũng được. Bố mẹ em cũng giục cho em lắm rồi. Rồi. Thế hôm nay bạn trai có đi, có ai đi theo không? Dạ, em đi với bạn cùng phòng bạn thân của em ạ. Dạ, chào chị Cứt Tường, chào anh Quỳnh Linh ạ. Dạ, hợp hay không là tùy vào anh chị chứ còn anh tên là em nói anh không phải người yêu lý tưởng nhưng mà người chồng lý tưởng. Thì anh là người sống có trách nhiệm. Không phải chăm người yêu lý tưởng là dạ. Sao? Nói về lãng mạn thì chắc là cũng ít. Dạ. Còn nếu mà về chăm lo cho gia đình thì cái khoản đó thì chắc anh ok chị. Cái này được. Nhưng mà em thấy chị và bạn gái bên này thì sao? Dạ, em thấy chị cũng dễ thương ạ. Còn hợp hay không là để hai chị gặp mặt nhau nói chuyện. Đúng rồi, gặp mặt nhau cái đã. Em chào anh. Chào em, nãy giờ em nói nghe thấy nói chung là cũng gọi là lanh lợi ha. Dạ. Giao tiếp tốt. Như vậy là ổn, anh bên đây cũng vậy nhưng mà anh bên đây anh hơi trầm chút xíu. Dạ. Ổn rồi. Và sau một thời gian đôi trẻ tự tìm hiểu, chúng ta kéo màn lên để đôi trẻ gặp nhau. Rồi, mời bạn. Chào em. Bó hoa cho anh. Dạ, cảm ơn. Lần đầu tiên em thấy anh là người thế nào? Em nhìn anh thì chững chạc ạ, không có nhiều râu lắm ạ. Ồ, anh thì 3 ngày phải cạo một lần. Wow, vậy tốt. Anh thì sống rất thực tế. Dạ, có sao anh sẽ nói như thế vậy? Em cũng sống giống anh thôi ạ.
Ví dụ anh chỉ mong là sau này mình, nếu mà mình có duyên mà liên nghĩa vợ chồng á, tôi chỉ mong là em vui vẻ cho gia đình. Em là thuộc tuyết phụ nữ là không thích yêu mà là phụ nữ của gia đình, như bạn bè nó nhận xét em như thế. Mai mốt anh về là anh vẫn sẽ phụ giúp mọi người trong công việc gia đình đúng không ạ? Tất nhiên là cái này, chuyện này nếu mà anh ở ngoài anh sẽ là người đàn ông, còn về nhà anh sẽ như một người phụ nữ. Tức là em sẽ vun vén cho gia đình, em sẽ phụ vợ, chăm sóc con và xây dựng nhà cửa. Rồi buổi tối anh sẽ là đàn ông hay là phụ nữ? Anh sẽ tất nhiên anh sẽ là đàn ông của em rồi. Okay. Quan trọng nhất là cái này đấy. Được. Không, bản lĩnh đàn ông lắm. Một like. Anh là 10 like luôn. Tình yêu chút đi. Dạ, có một chút cũng được mà không có cũng không sao, tại vì thực chất em không phải là tiếng người lãng mạn lắm. Thì anh nghĩ là xong cái chương trình này là thì mình cùng cho nhau cơ hội. Vâng. Mình để tiếp xúc, tìm hiểu. Dạ. Nếu mà được thì mình đi xa hơn. Vâng. Còn không được thì mình vẫn là những người bạn tốt. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Thôi vậy thì bây giờ bấm nút ạ. Rất đơn giản như vậy thôi. Được thì đi xa hơn. Đây, nút. Không được thì là những người bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta có thể nắm tay với nhau để cảm nhận cái ngày đầu tiên gặp nhau như thế nào. Truyền hơi ấm cho nhau. Tay em lạnh lắm ạ. Đúng, tay mát, không phải lạnh mà tay mát. Đây, gửi tặng bạn những chiếc vé xem phim. Anh cho vé đi. Và một cặp loa sau mắt i5. Dạ. Em cảm ơn chương trình. Và nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, anh bỏ tay em, anh cầm đây. À, em cảm ơn anh chị. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim. Nào, hãy nắm tay dìu nhau đi xem phim. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Có thể nấu cơm, nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi, tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ, hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh. Năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó, đang làm gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. À vậy hả. Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó, thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định. Khách khứa rồi công việc. Có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi, ví dụ như có bạn gái hay có gia đình, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường đó. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt.
sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Yeah, nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi, để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Vâng, nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu à? Không cười coi. Đó. Nó giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn nó quạo quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cách cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ này nè. À, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Trời. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xa. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... Ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm chứ. Rồi bây giờ mình muốn ngó một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà trung thủy. Trung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự trung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ. lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không thôi. Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu. Nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện, chỉ mong rằng là sau khi bức rèn được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ tốt rồi, cảm ơn. Mở rào <rau. cười>
chào đi Cương. Chào em. Chào em. Anh có món quà. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời tặng vậy? Hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Ừ, chụp. Chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. À, có một người hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai, một người con gái. Dạ. À, đây, anh có thể mở cái cuốn sổ này ra. Nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Ờ, rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh. Đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới con Trang muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc. Cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ. Tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Mà anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những okay, cái công việc sao. Riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á. Là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế. Xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng. Mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ. Cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình. Mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường. Cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, thôi, quá tốt. Tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy. Cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau
một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, cho. Hát một câu rồi hãy đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời, dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi, Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? Chúng mình gặp nhau nó là cái duyên, còn đến với nhau được hay không nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Rồi. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. 2, 3, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi, và làm việc theo pháp luật. Nghe. Ta chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy giữ lấy món quà mà bạn gái đã tặng cho mình. Hãy đọc nó và ghi vào đó những cái cảm xúc ngày hôm nay. À, hãy đưa nhau đến những cái nơi nào mà nè. Mình thích nhất. Mời các bạn. Dạ, con cảm ơn chú. Con chào cô. Đi xuống bậc tam cấp rồi đi một tèo ra đây luôn nha con. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại. À, tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. À, điểm yếu của con là cọc, hay nóng tính. Chà, hai đứa cùng nóng hết coi bộ mệt mỏi à nha. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng nên bỏ đi luôn cô. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vì nhà tụi con phải sắm 2 cái xe rồi đó. Bây giờ tụi mình gặp cặp đôi thứ gì nha mọi người. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh và chào bạn Nam. Chào quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến. Con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long. Hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà trai đi. Chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn, hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Thì sống ở đâu? Làm ở quận 5. Quận 5, quê ở quận 5 luôn hay là? Quê ở quận 4. Quê quận 4 là quận 5. Lần đầu tiên là chú nghe vậy đó. Thôi bây giờ con giới thiệu đi. Điểm mạnh yếu của mình. Điểm mạnh yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại. Tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Điểm mạnh thì thể thao, năng động rồi vui vẻ hòa đồng. Trước đây con có chơi bên taekwondo, đá banh với lại điền kinh. Đó là môn nào cũng có huy chương hết. Tốt quá. Con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh con là vui vẻ, hay tạo tiếng cười cho mọi người. Suy nghĩ độc lập với con thích đi chơi, đi phượt có cô. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cọc, hay nóng tính. Chết cha, hai đứa cùng nóng hết coi bộ mệt mỏi à nha.
Với lại con rất thích nuôi chó. Cuồng chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. Rồi. Sẵn giờ con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn đã được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi. Thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, quen dạ, mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm hả? Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác, không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, chứ lại tính cách con rất là suy nghĩ, cái như là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được, được, được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi, chia tay. Con cũng biết trải qua được 3 mối tình gọi là chính thức. 3 mối chính thức luôn á? Dạ. Dài nhất là mấy năm? 3 mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Dạ đúng. Chào rồi. Cưng. Dạ còn hợp lý đó. Ừ, cũng thích nuôi chó đúng dạ. không? Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói chung là có quan tâm đến cho nhau. Ừ. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1.5m trở lên là tính 1.6m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi, thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi 9 mấy nha. Đây. Để coi 90 để mấy, trời ơi, dễ thương. Đó. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân AB vậy chú. Hả? Hả? Cái gì? Cái gì? Quân AB. Ca sĩ Quân AB. Hơi tròn tròn, dễ thương. Nam tính. Nam tính tròn tròn, tròn, dễ, tròn thương. Dễ thương. Mà tiếng người không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Bạn trai phải là người không có gia trưởng, tính cách là phải mạnh mẽ, phải là quyết đoán, độc lập. Thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ. Tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chuốt. Con ơi, con thấy sao nè. Đưa tay lên đây chứ coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm, cắt không còn một miếng móng nào luôn. Hai đứa được rồi đó, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, dạ cô Hồng Vân, dạ quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị, nhìn bên ngoài cũng hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài. Và là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Trời ơi, dạ. Thương không? Rồi em trai đi với ai? Dạ lúc đầu do có sếp, nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Thôi hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Trời đó. Con khủng long. Dạ tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn em. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. À đây anh cầm này. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không. Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời cũng tính sẵn cho con luôn á, thèm tự nhiên có trai tặng liền luôn. Vậy là có duyên rồi. Ý trời rồi, con ăn thử liền đi con, thèm là mình phải hưởng thụ liền. Trời ơi, Linh có thích không, tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Không có thích, nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó. Dễ gì, bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Con cứ ăn con cảm nhận hả, con thấy ngon là con khen, mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà, cây son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Rồi mua giỏ nó coi cái con. Con nghe mua giỏ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Tính
mà. Nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn. Bạn, bạn nói nóng quá không nói. Châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa nữa thì sao? Con bỏ đi. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đòi bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vậy nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi. Nói chung là mình đá một cái vài cú đá gọi là cơ bản nhất. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À giờ con lấy cái bánh, con lấy cái bánh thấy luôn đá bài cái bánh rồi chú coi thử luôn. Bên là nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai đi, nãy bạn trai múa giỏi rồi đó. Con tính hát cái xác không hồn hết chứ. Cái gì? Cái gì? Con hát bài gì? Cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Có cái bài đó hả? Đúng rồi. Ồ. Vậy con hát một đoạn hả Nhật Kim? Ừ, con hát đoạn đi. Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em định buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thân này đành heo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa vô, chưa. Còn khúc sau nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày. Tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như là một tháng 4 ngày đó. À, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Ừ. Được không con? Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa. Nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi để mình hiểu nhau hơn nha. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ, một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải lo có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng nó nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn. Nóng hơn trái nhà anh ơi. Phải chịu được cái tính của em. Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh hiểu tính em thì em rất là dễ. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm. Em vậy, khó tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau, sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Thôi. Dạ. Được rồi. Mình để tay đút bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi. Cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nắm tay nhau nào. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay lên tay nào. Nhau thật chặt đó. Bây giờ mình nói gì với gia đình hai bên đi, nói chuyện với ba đi kìa. Ba đang ngồi coi truyền hình đó. Thưa hai bác, con sẽ cố gắng cùng em đi hết cái quãng đường còn lại của cuộc đời hai đứa. Hiểu chăm quá. Lo cho hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ hạnh phúc. Thôi hung đại đi, hung đi. Xin phép em. Rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30%
khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Dạ. Thì vậy là chúng ta đã chứng kiến hai cặp đôi ngày hôm nay, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Tất cả mọi điều tốt đẹp hy vọng sẽ đến với họ. Cảm ơn tình cảm quý vị. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He Vương uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tuần sau. Em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng. Chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì anh ấy lại gia trưởng. Yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em bút nữa. Bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là dù dạ sự yêu bạn bên kia thì không bao giờ bỏ được. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.